Tôi nói nghe mà ạ. Cổ họng nó vẫn bị đi rồi. Cổ họng có vấn đề anh em ạ. Nên là nó không nói to được. Nhưng mà là phô dành cho game thủ 98 trong trận này. Và đây là mảnh máy của game thủ Mạnh Hào cầm baby. Mảnh máy của game thủ Thành Lắc cầm cũng baby nốt. Nam cầm sung, ôi như vậy quân mình cơ bản quá nhỉ. Bên kia quân, bên kia quân gì ấy. Chín tám cho xem lại quân này. Rồi. Như vậy là bên đội bạn là Greg Rom Rom Egypt. Ồ, như vậy là cũng là cân thôi. Greg trong này là thủ Jui. Rom của Gua, Rom của Kỳ và Ken Z là người gặp Egypt. Chính ra là quân này khi nó chỉ cân nó quân bên kia còn dễ đánh hơn tí. Cân rồi. Bên bên mình có lạc đà, bên đội bạn có cung tuyển. Xem khả năng ép đời thì đội bạn có hai Roman tuyển hơn bên mình. Bên mình thì chỉ có phù nhưng đám lại có khả năng ép đời tốt thôi. Quan trọng nhất là cái nét nằm đông, ví dụ như Egypt đầu cánh và nhà xấu thì mình dễ đánh hơn nhiều so với việc một bài mà Ken Z là trong cánh và nhà đẹp. Sự khác nhau là rất lớn anh em ạ. Phonesia tới được game thủ 98, tôi sẽ thầu luôn máy của 98 trong trận này. Bởi vì 98 đang có một bài đẹp nhất. Quân đẹp nhất, nó nhầm. Bởi vì 98 đang có một bài mà được cầm quân đẹp nhất. 7 hiệu 7 dành cho 98. Có quả phụ dành cho 98, hai quả phụ được chưa? Hai quả phụ này U98 trong trận đấu này rồi. Như vậy là 98 sẽ không thể sử dụng bài truyền thống của mình nữa rồi. Tốt, sẽ là máy có những người khác. Đây là Hào 21/24, cũng là một bài cầm baby ngoài cánh. Có lẽ trong trận đấu này ai ngoài cánh thì đánh chém, ai trong cánh thì đánh cung thôi. Bởi vì thực ra cả bốn loại quân thì đều có khả năng như nhau cả. Con phô nó chỉ là một con cao cấp hơn so với con baby ở chỗ là chặt gỗ nhanh hơn. Về quân, về quân thì không có gì khác biệt cả, giống hệt. Đây là Bùi Phương Nam cầm Summer. Quay trở lại với cái máy của game thủ U98 để xem U98 chém trong trận đấu này. Trận đấu mà 98 sẽ là người phải bắt buộc sức khỏe hơn đầu cánh của so với đầu cánh của Sky thì mới ngon được. 25 nông dân và kích đời ở 752. BLM thiết kế một cái gầm rút kích đời 10-20 với 25 nông dân phô. Được là siêu khỏe với hai bãi quả phụ dành cho U98. Thậm chí rằng với con phô thì việc vẽ ruộng cũng không khó. Trên đầu cánh bên kia nào Hào. Như vậy là ăn tranh với cái thủ môn Jiggy cầm Greg. Homeless.
Quay trở lại với U98. Gặp nhà màu 3 game thủ Kim N cầm Roman. Như vậy là sắp xếp bên đội bạn là Mắc Minh đi nhá. Grix và Roman đầu cánh, còn Egypt và Roman khác ở trong cánh. Chắc chắn sẽ có một con Roman dâng L ra nữa rồi. Và như vậy là dâng L chém Bùi Phương Nam. Như vậy là Nam đã báo về là có một Roman khác đang dâng L và chém vào nhà của anh. Nhưng rất may mắn rằng đây là một trận đấu mà Nam cầm Zoomer ngon. Nhưng anh cẩn thận, sau đó sẽ không chỉ là dò mà sau đó sẽ có chém. Bò bế vào ngang ngay. Và đánh máy của game thủ U98. Như vậy là U98 đang chém với khá nhiều dân của game thủ Kim In, tương đối ngon cơm. Nam đang chém tốt ở đầu cánh. Vậy không được. Dân này hơi xịn nhưng chuẩn bị sẽ là cung đờ. Màu 3 cũng đang gây áp lực nên nhất định lên nhà của game thủ U98 nhưng không sợ. Đây là đào bảo sinh ra, chạy hộ với cái. Nào, xúc nó. Có bánh xe tới từ game thủ Kim giờ. Còn một hiệu 4 nữa, cũng đúng nó tổng cộng 700 gỗ. Tôi nghĩ rằng chỉ đám nên xóa ruộng. Rồi mới quyết định ăn thêm một bầy hiệu 4 nữa. Như vậy gỗ sẽ còn rất nhiều dành cho game thủ U98 ăn máy của game thủ Mạnh Hào. 28 trên 14. Tân dùng hỗn má để đấu lại bài đập đập dần của game thủ GV là rất hay. Tới từ game thủ Mạnh Hào, rất tốt rồi. Cú cái gì? Ba đã phế rồi. Nhưng Bùi Phương Nam còn khỏe không khi Bùi Phương Nam là người bị dâng. Như vậy là vẫn khỏe nguyên. Đây, trận đấu này thằng Lắc lại bị là người bị chém à? Lắc khỏe không? Như vậy Lắc 4-5. Thế thì vẫn ngon, nhưng hãy nhớ rằng là ý của đội bạn mới khỏe ngựa. Em vào trong cánh chăn luôn mà thằng Dương Lờ đấy. Cảm ơn Dương Lờ đấy. Đấy, mỗi em chăn thằng Dương Lờ thôi. Đội bạn vẫn còn một nhà Dương Lờ nữa, đó là nhà nguyên thủ màu 2 cầm Duma, ít cua. Những người có khả năng đi chăn dâng lời trận này chỉ có thể là game thủ U98 thôi. Nhưng mà Hào vẫn đang mất tay để solo với GV. Rồi, mang cái máy của game thủ Mạnh Hào. 30-44. Hào thì vẫn đang có lợi thế trước GV, nhưng nó không phải là quá nhiều, chưa đủ để Hào có thể đi vào phía bên trong cánh. Hào vào bên trong. Như vậy là theo tin báo về là màu 2 đi dâng lời mà chết một vài dân. Nhớ rằng đội bạn có một con Aegis đang chưa bị ai động vào ở phút thứ 19. Tất nhiên rằng là kể cả chúng ta có được ưu cánh đến mấy thì đội bạn cũng sẽ không bao giờ có thể chịu đầu hàng khi mà đội bạn đang có một chủ lực khỏe. Màn hình máy của Thành Lắc tham lai là 52-72. Cần phải có một nhà đi vào trong cánh để xem nhà màu 4 nó hình thù ra sao, xấu đẹp thế nào. 40 dân. Tham lai mình rất đẹp. Nhà nó xấu nhá. Nhìn qua với màn máy của game thủ U98 chúng ta có thể nhìn qua được nhà của màu 4 là tương đối xấu. Toàn là dùng dừa thôi. Tham lai chúng ta đang đề 64. Đội bạn chỉ còn đúng một con Egypt trong trận đấu này, một loại trung tuyển. Yeah.
mang máy tới đây luôn thằng Lắc. 68/76 các bạn có màu hai đi chắc là ăn hoang các thứ để sóc chém đấy. Nếu như anh Hào chỉ mới ăn vài dân, chỉ mỗi anh Hào ăn người ăn được vài dân của màu hai thôi, còn chưa có ai ăn được gì nhiều dân của cái màu hai cả đấy. Vậy theo tin báo về là màu hai đã chết sâu. Hôm nay đã rất đề rồi. Thế thì ôm nốt một tên đi. Và không đánh dây dưa với đội bạn lâu dài bởi vì đánh Egypt rất có thể sẽ cân tất. Rất có thể Egypt sẽ cần Egypt đảo đội Egypt có thể cần được tất trong map này. Nhưng mà chúng ta toàn là summer baby linh tinh và bọ thôi. Ôm nốt một tên cuối. Còn ta đông hơn rất nhiều, mang máy của game thủ Thành Lắc. 87/84. Cố gắng lên cái đầu máu đi Lắc ơi. Bạn em bạn em ở đây đấu kiểu gì thứ hay hả? Đang đấu này đục bên trong rồi, đây là U98 người thích đục nhất của nền AOE Việt Nam. Bé thích đục. Nhưng vấn đề rằng là Ken Z cũng đang tuân thủ trận phía bên trong. Thực ra nhà Ken Z trận này nó không quá đẹp. Các bạn thấy toàn là những dưa thôi. Và những cánh rừng đã cực kỳ xưa, đã cực kỳ màu. Màn hình máy của game thủ càng đánh càng đi. Đây là máy của game thủ Nguyễn Phương Nam. Tham lai là 80/112. Dồn tất quân lên. Bắn bắn tí cho nó mất tay ấy. Như vậy là dường như Mạnh Hào đang vào được phía bên trong nhà người cầm Egypt một tên. Quýt. Mất tay tới từ game thủ Kỳ Nên. Và bây giờ màn hình máy của game thủ Bùi Phương Nam vẫn đang ôm quân để khiến cho game thủ Ken Z mất tay nhiều hơn nữa nào. 85/128 và trong khi đó thì game thủ U98 đang ngồi gây dây và ra một tân dân. Cuối cùng là Thành Lắc đang lên bốn xong rồi. Bây giờ sẽ là lửa hot bắn chặn các kiểu là điều đẩy nốt và kết thúc trận đấu này. Tỷ số nhiều khả năng sẽ 2-0 cho kỳ một. Với ốp luôn đi. Mặc dù đội bạn chưa qua lên 4 và chúng ta đã có bay lên 4 xong, nhưng các bạn thì thấy là các tuyển thủ của Team Sky vẫn đánh do
Rồi bạn vẫn tin tưởng vào sức mạnh của con đá đôi zip mà. Cuối cùng đi, làm tơ nữa nào. Như vậy dường như Ken, như vậy Ken Z vừa mới lên xong đấy 4, nhưng mà các bạn thấy đấy, rừng của Ken Z đã cực kỳ xấu. Như vậy là Gua quýt rồi. Rất chảy cố tới bên phía Team Sky và tỷ số là 2-0 trong series 4. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi trong giây lát trước khi đến với trận đấu thứ 3.